Trời này mà Ồ. lỗ luôn. Ơi chả mà gào thế ạ. Trời này nóng mà cô. Nói sao ăn Tết thế nào bây giờ, có chắc là được nghỉ học đúng không? Đâu, vẫn học chứ cô. Nhưng mà học online. Vâng. Chắc là ăn bây giờ ăn Tết xong quên hết rồi. Yeah. Thôi quên hết rồi. Vừa học xong còn quên nữa là. Trời đâu, buồn nhớ lắm. Này bây giờ mình đã làm xong cái phần này rồi này. Đây cái bài này bây giờ nhá, bạn đã hình như là chưa làm đúng không? Mình hoặc là bây giờ kể cả làm rồi làm lại một lần nữa cũng được. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ phải học các cái từ ở đây. Từ ở đây cô đã cho ghi cho các cái từ này này. Chưa ạ. Bây giờ bạn ghi nhá, boring biết là rồi là gì rồi đúng không? Vâng. Entertaining là gì? Dậy rồi. Entertainment là À, rất là thú vị, bạn thể dịch luôn là rất là thú vị và như nào, rất là giải trí, được chưa, mang tính giải trí cao hoặc là thú vị ấy, được chưa, entertaining. Tiếp hilarious. Hilarious là vui vẻ, vui nhộn, nghĩa là nó cũng dạng như là giống như funny, nhưng mà từ này thì nó kiểu như là nói về cái funny là nó không mạnh bằng, là một tính từ yếu hơn tính từ hilarious. Hilarious nghĩa là vui nhộn, thì là một tính từ mạnh hơn là funny nhá, kiểu rất là vui nhộn đấy, kiểu very funny là hilarious đấy, được chưa. Violent là gì, bạo gì, bạo lực. Gripping nghĩa là như kiểu rất là hấp dẫn, cuốn hút đấy, được chưa, bánh cuốn đấy. Đi vào nhá. Moving là rất là cảm động. Scary biết rồi nhá. Scary là gì? Sợ ạ. Rồi rất là đáng sợ, được chưa? Shocking là rất là gây sửng sốt. Gây sốt. Gây sốt, sửng sốt là gây gì? Gây sốc. Bây giờ bạn sẽ làm chưa? Làm từ câu 1 đến câu 8 đi nhá. Ui. Bây giờ học có phải là học online nên phải đổi tên đúng không? Rồi. Học lớp 7B à? Hôm nay có người đột nhập vào phòng của bọn con ấy. Xong chửi các kiểu rồi. Buồn cười của cô. Đấy. Hôm nay có người giả tên học sinh lớp con đúng không? Xong vào quấy rối. Buồn cười phết. Nhưng mà nếu như không biết tài khoản của cô con làm sao mà vào được? Vào được mà cô biết luôn. Chửi như nào? Tự nhiên chửi như nào? Thôi, Chửi bậy á? chửi. Lúc đầu chào cô, xong rồi lúc sau đít con mẹ Nhưng mấy các kiểu. con không được chửi như thế đâu nhá. Thật, cô hỏi mẹ con đi. Không, nhưng mà con nghĩ là con không được nói lại như thế. Được chưa? Cần nhắc buông cả cái Zalo luôn cô luôn. Buồn cười cực. Con không, nhưng mà nghĩa là con nói chuyện với giáo viên con không được nói thẳng ra như thế, hiểu chưa? Cái sau chỉ cần biết là bà là chửi bậy là được rồi. Được chưa? Không cần thiết phải nói lại. Kể cả đi học cũng hạn chế
tối đa cái việc ăn nói như thế nhá. Đây làm bài đi. Một là vui nhộn. Bài từ đấy đọc là hilarious nhá. Hilarious. 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 Tiếp câu 2 là gì? Bạn phải đọc I cried at the end là như nào? Cry rất kìm. Tôi khóc ấy. Thế khóc thì là bộ phim như nào? Đọc tiếng Anh lên. Moving, cái chữ move ấy. Move di chuyển, moving. Tiếp câu 3. Fell asleep là như nào nhỉ? Thôi để con tự làm đi. Làm nhưng mà làm nhanh lên, làm chậm quá. Rồi đốn đi đi đã. Khó vãi ra. Đã bảo là không được nói như thế trong lúc học mà, con nói cứ như là nói với bạn con ý. Nói thế xong rồi á, mẹ con lên thì như nào? Học là phải, đã học là phải phải nghiêm túc chứ. Cô nói chuyện với cô giáo trên lớp như thế, cô giáo có mắng không? Dạ. Con nói chuyện với cô giáo con trên lớp như thế thì như nào? Ăn chửi luôn. Cô chỉ đi cô. Cô ba, fell asleep nghĩa là gì? Bạn nhìn thấy từ sleep ở đây thì nghĩa là gì đây? Ngủ. Thì bây giờ một bộ phim như thế nào sẽ khiến cho bạn buồn ngủ? Boring. Boring đúng chưa? Tiếp câu 4. Couldn't take my eyes off the screen nghĩa là không thể rời mắt khỏi màn hình, nghĩa là một bộ phim như nào? Boring. Không phải là hello, cuốn hút. Hút rồi. Tiếp. Bây giờ bạn nhìn thấy I couldn't believe it nghĩa là gì? Tôi không thể như là believe là gì? Không thể tin nổi. Không thể tin nổi nghĩa là một bộ phim như nào? Vì sốc. Shocking. Đọc tiếng Anh ra. Shocking. Shocking. Tiếp câu 6, bạn nhìn thấy cái từ này cô dạy rồi. Nghĩa là gì? Xong mở lại nào. Đánh nhau. Không phải từ này cơ mà. Frighten chứ không phải là fight đâu. Fight mới là đánh. Còn đây là frighten, tìm lại. Nghĩa là sẽ bị sợ hãi. Thế thì sẽ là một bộ phim như nào? Đọc tiếng Anh lên. Scary. Rồi ở đây bạn nhìn thấy action và files ở đây mới là từ gì? Từ này nghĩa là gì đây? Đánh nhau. Thế thì sẽ là một bộ phim như nào? Nhiều cảnh đánh nhau và nhiều cảnh hành động là một bộ phim như nào đây? Voi vi gì đó. Violent được chưa? Vâng. Tiếp còn lại bộ phim cuối cùng thôi. Bây giờ bỏ hết những cái này rồi nhé. Còn từ cuối cùng là còn từ gì? Entertaining. Entertaining.
Cái phần này nhá, đề nghị là con phải đọc lại cho cô một lượt đi. Tại sao? Bởi vì là rất có thể sẽ bị gì? Lại xuất hiện trong bài kiểm tra, nhớ chưa? Vâng. Đọc lại đi. Và để ý xem các cái nghĩa nhá. Boring này, entertaining này, hilarious này, violent, gripping, moving, scary, shocking. Được chưa? Và muốn biết được làm như nào thì phải thuộc cả những cái từ ở đây nữa. Laughing, đúng không? Thì là cười rất là cười lớn ấy. Và bạn nhìn thấy Mr. Bean thì bạn cũng biết bộ phim Mr. Bean rồi, thì bạn đã biết ngay nó là một bộ phim vui nhộn rồi này. Ở đây có từ cry này, được chưa? Chú ý vào nhá. Nghĩa là khóc, khóc nghĩa là bộ phim cảm động này. Fell asleep là buồn ngủ thì nó phải là gì? Nhàm chán. Được chưa? Tiếp này, couldn't take my eyes off the screen. Screen là màn hình, đúng chưa? Biết rồi này. Couldn't take my eyes off the screen nghĩa là không thể rời mắt khỏi màn hình. Nghĩa là nó là một bộ phim cuốn hút này. I couldn't believe it. Không thể tin được. Được chưa? Là shocking này. Nhớ kỹ từ frightened là khiếp sợ nhá. Được chưa? Đấy thì nghĩa là scary. Ở đây có fight, action. Có nhiều cảnh đánh nhau thì sẽ là bạo lực. Được chưa? Ở đây có từ enjoy này. Thì sẽ là đi với entertaining là thú vị. Những cái này đã ghi vào vở chưa? Vừa nãy ấy. Ôi. Đây, chụp luôn. Đây là quyển vở Pantado đúng không? Vâng, dùng vở đấy. Con hết vở mà. Ở đây này có một cái phần quan trọng nhất của unit này nhá. Đấy chính là phần tính từ đuôi ed và tính từ đuôi ing. Cái này học trên lớp chưa? Tính từ đuôi ed học rồi. Chỉ cái gì? Chỉ cái gì? Someone's feeling là chỉ cái gì đấy? Để xem á. Bà quên, bà là chưa quên gì mà cuối cùng vẫn phải mở vở. Các tính từ đuôi ed sẽ miêu tả cảm xúc. In là miêu tả cách thức con người. Miêu tả cái cảm xúc nhá, tâm trạng. Ôi. Thế còn các tính từ đuôi ing thì như nào? Các tính từ đuôi ing là miêu tả gì từ? Tính cách của con người. Thì đuôi ed cũng trận tả à, tính chất, được chưa? Không hẳn là của con người đâu, mà là của cả vật nữa, nhớ chưa? Của cả vật, của cả người. Đấy. Thế là ví dụ như là một bộ phim nhàn chán sẽ là a boring movie. Được chưa? Thường là cái phần in là đi với cả vật ý. Ở đây người ta có một số các cái từ đây thì bạn có thể những từ này đến có khó quá không? Ừ, xem á. Khó những từ mà khó như thế này, cái phần này nhá, nó sẽ là những từ nâng cao hơn một chút thì thôi cô tạm thời bỏ qua. Còn đấy em trước nghỉ mà cô. Cái gì cơ? Còn đấy em trước lúc nghỉ rồi mà. Dạ. Yeah. Cái này làm rồi đúng không? Làm chưa? Cái đấy em rồi. Làm rồi chưa? Làm lại lần nữa thì nào xem còn nhớ không? No. Làm đi, bởi vì là con phải nhớ là bài, những bài này dễ kiểu tất cả những cái gì ở bài kiểm tra đều trong sách thôi, phải làm khoảng mấy lần để cho nó nhớ đi, nhớ chưa? Trong bài kiểm tra chỉ có trong sách thôi, nó chỉ có thêm ở ngoài một chút, cứ làm thành thạo hết trong bài trong sách đi là 8 điểm ngay ý mà. Chính là rồi, khó lắm thôi, 8 điểm rồi. Dễ. Bởi vì là con không chịu làm hoặc là làm nó cứ quên, làm một lần xong lần lần hai lại quên, thế làm gì? Bây giờ cho bạn đúng gọi là 2 phút làm nốt bài này đi, 2 phút thôi. Bây giờ phải phân biệt được chỗ nào là nói về cảm xúc, chỗ nào là nói về tính chất.
Bài ba gì nhỉ? Một là Mu Vinh, hai là Phai Tần Ninh. À Phai Tần. Hồi Phai Tần Ninh nào. Rồi tiếp đi. Câu 3 sẽ là gì nhỉ? Là ED, 4 là ED, 5 là Inh. Tại sao 4 lại là 5, 5 là in hả? Hay là gì? Thế Năm là Inh, tại sao lại bốn là em. thế câu này tại sao quy chúng tôi mà chúng tôi cảm thấy rất là sợ hãi về cái kết thúc của bộ phim kinh dị đó? Nói về cảm xúc phải là ED chứ. Ở đây có mỗi một câu này thôi là moving. Thế thì ở đây nhá, nhớ lại cho cô này. Frighten là nghĩa là gì đây? Vừa mới dạy rồi. Frighten nghĩa là cái gì mạnh Nghĩa là sợ hãi, khiếp sợ, được chưa? Thế còn frightening sẽ là gì? Đáng sợ, nghĩa là nói về tính chất, được chưa? vâng. Disappointed là thất vọng nhá. Nghĩa là cảm thấy thất vọng ấy. Nghĩa là ví dụ con cảm thấy thất vọng chẳng hạn. Còn disappointed nghĩa là đáng thất vọng. Nghĩa là ví dụ đó là một bộ phim đáng thất vọng. Được chưa? Amazed. Ví dụ như là ngạc nhiên. Được chưa? Amazing thì là gì? Đáng ngạc nhiên. Terrified đây cũng giống như là từ frightened, đúng không? Nghĩa là sợ hãi. Còn terrifying là gì? Cũng là đáng sợ. Đấy thì bây giờ bạn từ nào không biết thì ghi vào đi. Ghi mấy cái từ này vào này. Mấy cái chỗ mà không biết ấy, ghi vào đi. Đi vào đi nhá, sao cứ thấy mắt nhìn chằm chằm lên bảng mà không nhìn thấy nhìn xuống vở đây. Ghi và phải ghi cho cẩn thận vào nhá, đừng có để ghi sai chính tả nhá. Vâng. Có. Rồi. Này là frightened được chưa? Frightened đọc theo nào? Frightened. Python. Python. Này là Rồi. frightened. Tiếp này, frightening. Được chưa? Frightening. Python. Yes, cái này là disappointed. Disappointed. Disappointing. Yeah. And disappointing. 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 Yes. Đọc như nào? Amazed. Amazed. Amazing. Cái từ này nhá. Gì đây? Là gì? Amazing. Đọc cả cụ. Good job, amazing. Cái này đọc là gì đấy? Terrified, terrified, chưa? Đi, terrified. Rồi, phải. Này là terrifying, được chưa? Terrifying, terrifying, ok. Làm ơn học thuộc hết nhá. Rồi. Ôi, cái này là cái phần mà, à đây. Đây, bài câu này bạn sẽ sử dụng các cái tính từ mà bạn vừa mới học xong rồi bạn thử nói nhé, và phải tìm xem nó là đuôi ED, được chưa? Thì tất cả các cái này người ta hỏi về bạn cảm thấy thế nào thì bạn tất cả các cái tính từ ở đây đều dùng đuôi ED này. Before the last mass, before the last mass test,
chưa? Trước cái bài kiểm tra toán lần trước ấy, thì con cảm thấy thế nào? Vui. Vui đây, nói tiếng Anh đi. Happy. Không phải, không được dùng happy mà phải dùng cái từ nào có đuôi ed này. Dùng các cái mà vui vui. Happy. Happy vốn nó là tính từ rồi, không ed được. Tìm cái từ nào mà, tìm từ nào mà học rồi đi. Học nãy giờ đấy. Nãy giờ á. Intuitive. Thế khi mà con xem bộ phim lôi cuốn thì cảm thấy thế nào? When you watched a gripping film. Muốn thôi. Muốn xem. Thích xem. Bạn ở trời ơi, đang bảo là bảo phải dùng những cái tính từ ở đây này. Tính từ đôi ED vừa học ấy, cảm thấy thế nào? Hiểu lắm rồi. Khó. Đây là những cái đồng tính từ cô vừa mới cho nhá. Được chưa? Vâng. Đấy. Thế thì ví dụ nó có các cái từ, ví dụ cảm thấy thất vọng này, hay là cảm thấy đáng sợ, hay là cảm thấy vui, hay là cảm thấy buồn, hay là cảm, nhưng mà cố gắng mà dùng cái từ nào mà đuôi ED ấy. Vâng. Thế khi mà bạn xem một bộ phim kinh dị xong thì bạn cảm thấy thế nào? Scary. Scary, nó là miêu tả vật cơ, mà còn cả tâm trạng của mình phải là fright gì? Frightened cơ mà. Tiếp. Frightened. Khi bạn bị điểm kém thì bạn cảm thấy thế nào? Scary. Cái gì The scary? Vậy cảm thấy thế nào? điểm kém mới chả scary. Scary nó không phải là, nó là miêu tả về tính chất chứ nó không phải là miêu tả về tâm trạng. Hiểu chưa? Đây phải nói về tâm trạng cơ mà. Cũng là gì, nếu như cảm thấy đáng sợ hãi phải là gì, terrified hoặc là frightened, được chưa? Cứ đánh đánh cái gì đấy, có học không? Bây giờ đây mời bạn làm bài này, hãy phân loại các cái động từ mà ví dụ như là đuôi ed nhưng mà là âm là chờ này, đờ, và kiểu như là cái đuôi này id, id thì sẽ là các cái từ mà đuôi ted và ded có lần dạy rồi đấy, được chưa? Bây giờ này nghe sau đó phân loại nhá, nghe kỹ này. Activity 5. Rồi. Listen and repeat the verbs. Pay attention to the sounds t, d, and id at the end of each verb. Played. Watched. Waited. Danced. Bored. Closed. Needed. Walked. Hated. Rồi. Now. Lại. Cố làm đi nhá. Nốt lần này ấy. Activity 5. Listen and repeat the verbs. Pay attention to the sounds t, d, and id at the end of each verb. Played. Watched. Waited. Danced. Bored. Closed. Needed. Walked. Hated.
Rồi. Now, in pairs. Còn một sẽ là những từ nào nhỉ? What the? Put the words in the correct column. Yep. What's then what? Ừ. Gì nữa? Cục thứ hai là played. Be played. Tiếp. Played. Gì nữa? Board. Ờ. Tiếp. Closed. Closed. Đúng rồi. Thế tiếp đi. Cột cuối. One. Waited. Waited. Wait. Need. Needed. Need. Bad. Hated. Hated. Nhìn thấy chưa? Hated. Ôi. Cảm ơn nhá. Cứ nhớ cho cô cái này là cái dễ nhất là cứ T, E, D và D, E, D nhá. Thì là đôi id. Kiểu waited, needed, hated. Có cái phần D này này. Còn cái phần T này, phần này không biết là lát nữa nó có cái... Nó có... Ờ, không có. Ơ, cái này học rồi mày. Cái này này, although và despite of, in spite of thì làm như nào? Hmm? Although dùng như nào và in spite of và despite thì dùng như nào? Mở ra xem đọc lại. Sorry. Sorry. In spite of, mặc dù. Ở đâu ấy nữa? Hết rồi đấy. Although this by im mặc dù although cộng s cộng v. Rồi, thì despite hoặc inspire thì cộng gì? Cộng n cộng cộng n verb in. N hoặc verb in n là cái gì? N là cái gì? Google đấy. Bây giờ vẫn chưa biết n nghĩa là gì à? N là danh từ. Nam. Là danh từ nhá, ghi vào đi. N là danh từ. Ví dụ bạn ghi là N hoặc vô in mở hoặc ra N hai chấm danh từ. Được chưa? Rồi. Bắt đầu như này. Bạn hãy... Bài này bạn làm chưa nhỉ? Bạn hãy hoàn thiện các chỗ trống sau sử dụng although cộng với cả mệnh đề trong hộp. Được chưa? Vâng. Đây có, ở đây có 5 câu. Cho bài khác đi cô. Cô làm bài này đi. Câu 1 này, chúng we enjoy the film at Ngọc Khánh Cinema, although gì? Although... Không biết. Phải dịch ra. Con nãy giờ con học đấy, con cứ đánh cái gì đấy? Con dịch ra. Đùa mệt thế nhỉ? Đây nhá. Câu 1 đâu. They spend a lot of money on the film, nghĩa là họ dành rất là nhiều tiền, được chưa, cho bộ phim. Spend là dành ý, tôi nhớ không? Dành rất nhiều tiền cho bộ phim này. Few people came to see là ít người đến xem, được chưa? It was a comedy. Câu này ở đây phải là hai câu. Nó bị tách ra. It was a comedy, nó là một bộ phim gì? Phim gì đây? Comedy là phim gì? Con làm được câu 1 rồi ạ. Câu 1 là gì? We enjoyed the film at the Ngọc Khánh Cinema, although few people came to see it.
Rồi, tiếp câu 2 đi. It wasn't a big success. The spent a lot of money on the film. Rồi, tiếp câu 3. It wasn't a big success. Được chưa? Câu 3 nào. Bạn ơi, nhìn cho cô nhé. Đây là hai câu nhá. Nhìn thấy chưa? Cô lấy cái này cô. It was a comedy là một câu này. It is said in modern times là một câu, bởi vì mình có tổng cộng 5 câu mà. Được chưa? The acting is excellent. Cái từ excellent cô dạy rồi nhá. Nghĩa là xuất sắc. Acting in excellent. I don't enjoy the film. Rồi tiếp đi. I did find it funny at although it was a comedy. Rồi thế còn cái câu 5 còn lại sẽ là gì? The film is based on a book the word written twice year ago although it same in modern time. Trời ơi, sao đọc như thế này thì học tiếng Anh đến phần nãy đấy. Cái này chỉ mới học được học về thôi. Đọc nó còn chán lắm. Bây giờ mà là bắt đầu bài khó hơn đây. Bạn hãy áp dụng cái mẫu câu mà cô đã cho chép ý, được chưa? Và sử dụng although hoặc là despite, in spite of. Nghĩa là cái phần despite, in spite of hoàn toàn có thể thay thế cho nhau nhé. Vì hai cái này dùng y hệt nhau, hiểu chưa? Đấy. Thế bây giờ bạn, thế thì bây giờ bạn tìm xem chỗ nào dùng although, chỗ nào dùng despite và in spite of đi. Được chưa? Làm đi. Muốn biết thì cứ nhìn là chỗ nào sau đấy cộng mệnh đề, chủ ngữ cộng động từ là although, được chưa? Còn chỗ nào mà có danh từ hoặc verb in sẽ là despite và inspire. Khó thế. Dễ, làm đi. Cũng cứ kêu dễ mà con thì khó, dã man con ngan rồi. Có bài nào con thấy dễ đâu, bài nào con cũng kêu khó. Đúng rồi. Bài nào khó kêu khó chứ. Bài nào kêu khó, bài nào kêu dễ đâu. Bài nào hôm trước cô vừa cho làm hay sao ấy cô ạ? Thì cứ làm đi. Con ghi trong sách của đâu. Dạ. Yeah. Vâng. Although. Cái này không được là although nhất là although được chưa? Cái bài này thì rất là dễ rồi, bạn chỉ việc thêm although. À không, bài này chưa dễ đâu, quên mất. Bài này nhá. Bây giờ cô hướng dẫn đây, nhìn bài này rất quan trọng đây. Nhìn kỹ vào nhá. Nghĩa là người ta bảo là hãy nối hai câu này sử dụng từ although thì như nào? Tôi không nghĩ rằng Stalin là một diễn viên tốt. Mặc dù là... Cái gì? Thôi cô làm luôn nhá. Although để although đúng mà action action dấu chấm này, dấu chấm này. Rồi bây giờ nhá, cô sẽ ghi cả câu ra. Đó. Tiếp câu hai là although ở chỗ phim với cả chỗ phiêu ấy. Chuyển im xem nào. Đấy, nó vào trên lớp rồi nhưng mà mình biết. Nhưng mà cái đến cái phần mà despite mới khó đấy. Bạn đã chép rồi à? Chép vào sách chưa? Rồi ạ. Chép vào sách rồi thì thôi cô không dạy nữa đâu. Nhưng mà đến lúc làm bài khác là phải làm được đấy. Được. Thế thì nhớ là khi mà chuyển nhớ là phải despite, inspire phải cộng với cả verb in hoặc danh từ. Phần này phải học thật kỹ vì đến lớp 9 lại học lại đấy. Đến lớp 9 là nó lại rơi vào phần thi lên lớp 10. Chưa? Wow. Nào, ở lớp đã học however và nevertheless chưa?
However, mà laser chưa 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 chưa. Y vào tên. However và nevertheless nhá. Đấy, hai từ nghĩa là tuy nhiên, cả hai từ đều nghĩa là tuy nhiên, đi vào đi. Tuy nhiên. Tiếp này. Sau. However. Và nevertheless phải có dấu phẩy. Ghi kỹ vào cái chỗ này nhá. Hả? Cái gì cơ? Cô toàn quên dấu phẩy rồi. Quên là đứt đấy. Riêng cái chỗ này phải có vào nhá. Thực ra là nó cũng không phải là phải có đâu, mà là thường có thì đúng hơn. Dùng từ thường đi. Thường có dấu phẩy. Rồi. Rồi. Bài đây nhá, bạn nhìn cho cô này. Ở bài này người ta yêu cầu là bạn có thể sử dụng cả however, nevertheless, despite, inspire hoặc là although. Đấy thì khi nào bạn sử dụng cái however và nevertheless thì khi mà bạn nhìn thấy dấu phẩy ở đây, được chưa? Vâng. Đấy, nghĩa là thì bạn cho hai cái từ này vào. Đấy, còn ở đây bạn nhìn thấy the silly story là một danh gì? Danh từ. Thì bạn sử dụng hai cái này. Đấy. Ở đây này tiếp bạn nhìn thấy jaws này là một gì? Chủ ngữ. Is là động từ. Thế thì bạn dùng although, vì although cộng với gì? Chủ ngữ và động từ. Ở chỗ này cũng vậy, the film là chủ ngữ, was là động từ, vì vậy bạn cũng dùng although. Đấy. Ngoài ra thì hoàn toàn có thể dịch ra sau đó làm theo ý của mình. À, bây giờ bài này sẽ là bạn hãy nghe đoạn hội thoại này, sau đó bạn sẽ điền vào chỗ trống. Nghe thấy gì thì điền vào chỗ trống, nhớ chưa? Rồi, bây giờ làm nào. Unit 8, page 21. Communication. Activity 1. Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear. Excuse me, Young. I'm doing a survey about favourite actors. Would it be okay if I asked you a few questions? Sure, go ahead, Nick. Who do you think is the best actor? It's Tom Cruise. And who do you think is the best actress? I think Angelina Jolie is. Thank you. Mm-hmm. Nghe lại nữa không? Nghe lần nữa nhá, nghe lại lần nữa được chưa? Có nghe được không? Ui. Nghe lần nữa này. Làm được câu nào thì làm nhá. Làm được câu nào thì làm, nhớ chưa? Ui. Nghe lại nào. Unit 8, page 21. Communication. Activity 1. Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear. Excuse me, Young. I'm doing a survey about favorite actors. Would it be okay if I asked you a few questions? Sure, go ahead, Nick. Who do you think is the best actor? It's Tom Cruise. And who do you think is the best actress? I think Angelina Jolie is. Thank you.
Rồi nghe được những từ nào? Survey. Survey. Survey là một. Rồi câu hai là bốn là chess hết. Rồi, bởi vì câu 3 và câu 5 là tên của hai diễn viên nên con không nghe được, được chưa? Unit. Bởi vì đây là tên. Page. Nào mời bạn. Survey nghĩa là một cái khảo sát, được chưa? Vâng. Actor, actress thì biết rồi, actor là nạn là gì? Diễn viên, actress là diễn viên gì đây? Actress là diễn viên. À đâu? Actress là gì với diễn viên đâu cô? Cũng là diễn viên nhưng mà giới tính là gì? Nam. Trời ơi. Actress là diễn viên nữ. Được chưa? Actor là diễn viên nói chung hoặc là diễn viên nam cũng được, còn actress thì chỉ là diễn viên nữ thôi. Thế thì Tom Cruise ở đây là một diễn viên nam được mệnh danh là gì? Đẹp trai nhất thế giới. Wow, amazing. Còn Angelina Jolie là như nào? Rất là xinh đẹp, được chưa? Rất là lôi cuốn. Hai diễn viên này thì đều nhiều tuổi rồi nên là bạn không biết. Đều phải năm mấy tuổi rồi. Wow. Thế mà người ta vẫn làm. Hay thật sự. Đây là một bài đọc về bộ phim Titanic. Đấy. Thế bạn đã xem bộ phim Titanic này chưa? Titanic là cái gì ạ? Là phim. Không biết phim này luôn. Không. Đã nghe tên bao giờ chưa? Cô chỉ xem phim Titan. Chứ Titanic này thì con chưa xem bao giờ ạ. Nào bây giờ nhá, cô yêu cầu đây. Bây giờ mình sẽ phải... bây giờ nhá, ghi cho cô các cái từ mới này. Bây giờ cô sẽ cho bạn các từ mới ở đây. Được chưa? Sau đó bài này cô sẽ gửi về nhà để bạn trả lời cho cô các câu hỏi. Có 6 câu hỏi ở đây. Ok chưa? Đấy, ok bây... luôn. Directed, được chưa? Vâng. By James Cameron thì ở đây bạn có thể ghi là được đạo diễn bởi James Cameron. Thì directed, direct ở đây thì bạn có thể ghi là đạo diễn. Đạo diễn. Tất nhiên ở đây nó là một cái gì được đạo diễn hoặc là được chỉ đạo, được chưa? Đây là ở đây bạn sẽ dùng ở đây cho là động từ. Đấy. Nhìn thấy chữ direct thấy chưa? Rồi ạ. Cô để này để tạm ở đây. Tiếp này, disaster là một thảm họa. Vâng. Như là danh từ. Ghi luôn đi vừa làm. Sắp hết giờ đến nơi rồi nhanh lên. Tiếp này, sink. Nghĩa là đắm, đắm thì là đắm gì? Đắm tàu. Đắm tàu. Tiếp này, ở đây có cái từ là từ voyage. Voyage. Danh từ này, nó là cái chuyến gì nhỉ? Thôi cứ gọi là đi tàu thì gọi là cái chuyến gì nhá? Chuyến tàu. Thôi cứ gọi là chuyến ra khơi vậy. Cô cũng chả nhớ cái... Nói chung là chuyến đi tàu ấy. Hiểu chưa? Cô chả chuyến tàu à? Tiếp. Journey là hành trình. Hả? Cái gì? Thôi, thì con cứ chép đi, cô cứ viết cái của cô, con cứ chép đến đâu thì chép. Tiếp này, social class là địa. Không phải là địa vị xã hội. Tầng lớp xã hội. Là tầng lớp xã hội nhá. Ví dụ như người ta sẽ có tầng lớp gì? Trung lưu, thượng lưu, hạ lưu ấy. Tiếp này.
Fall in love nghĩa là gì đây? Cái gì yêu yêu cũng không biết. Ừ, rồi fall in love sẽ là gì? Yêu nhau hay là phải lòng nhau? Tiếp. Titanic con tưởng là cái tàu chứ cô. Ừ, có nghĩa là thì nó là đây là bộ phim nói về gì? Nói về kiểu một cái chuyện tình yêu ở trên cái chuyến tàu Titanic ấy, hiểu chưa? Must see ở đây là phải xem, nghĩa là một bộ phim phải xem, được chưa? Con chỉ biết là tàu Titanic này đi vào cái vùng biển nóng à. Nóng lạnh. Còn nói chung là nó bị đắm đấy. Đâu, nó bị đâm vào đá, tảng băng, đắm. Thế, biết thế không? Đấy, nói chung là nó như vậy, thấy chưa? Nhưng mà đây là nó nói về cả một cái chuyện tình. Nghĩa là khi mà tàu bị đâm vào cái tảng băng thì gì đây? Nam nhân vật chính đã hy sinh tính mạng để gì? Cứu nhân vật nữ, thấy chưa? Điều vậy. Cả con tàu chết rồi mà. Xem thì mới hiểu. Incredible, đây là không thể tin được, là chính là gì? Tuyệt vời. Đây là một tính gì? Tính từ. Tuyệt vời. Ghi vào đi. Không. Rồi đấy, cô đã cho hết tất cả từ mới rồi nhá. Về nhà nhá. Các bạn chính là đọc bài này và trả lời các câu hỏi ở đây. Làm ơn làm một cách thật là cẩn thận vào. Thế ở đây nó là chuyến đi xa, bạn nhất như là bằng gì? Như là bằng tàu. Chung là chuyến đi bằng tàu nhá. Cái từ voyage ý. Thế thêm vào. Nhiều thế. Ờ, không nhiều thì đến lúc á. Hết rồi. Cẩn thận đấy, không đến lúc có khi hôm đi thi lại rơi đúng cái bài đọc này. Wow, sao cô? Xong rồi chứ gì? Thì ở đây mình sẽ bắt đầu đọc nhá. Cái này là direct, được chưa? Direct. Yeah. Rồi, cái này là disaster. Disaster. Rồi cái này là sink. Sink. À cô chưa rồi. Cái từ skin là gì hả cô? Từ nào, biết đi. Đây này, cô viết văn bản nhé. Viết đi. Đâu? Khi là cái da, da ấy. Da của mình như này được chưa? Vỏ hoặc là da. Được chưa? Vâng. Đấy. Tiếp này, đọc này. Voyage. 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 Rồi. Cái này là journey, journey. Tiếp này, social class, social class. Social class. Tiếp này, must see, must see. Must see. Rồi, cái này đọc là gì? Incredible, xem phim Incredible chưa? The Incredible. Là sao? Con đã xem cái phim Gia đình siêu nhân chưa? Đây sinh nhân nào? Không biết phim đấy thôi. Nào đọc là Incredible. Nhưng phim đấy ở đâu? Phim đấy đi lên mạng mà xem. Phim nổi tiếng thế giới. Nổi ơi là nổi mà không biết. Cái gì cũng không biết. Titanic cũng không biết luôn. Ở đây sinh nhân. Cái phim mà cái nhà mà có bốn người, mà có ông bố thì siêu khỏe, còn mẹ thì người uốn dẻo ấy. Con chạy nhanh với tàng hình ấy.
xem rồi. Đó, không xem thì đúng là không có tuổi thơ. Nào đọc nào, incredible. Incredible. Rồi. Thế bạn nhớ là, à, câu hỏi đây, cái câu này nghĩa là gì? Who does this star? Who does Titanic star? Nghĩa là gì? Ý câu hỏi này là hỏi về cái gì đấy? Chắc từ là chưa đúng không? Star cơ mà. Cô dạy câu này rồi. Who does Titanic star? Nghĩa là như nào? Câu hỏi đấy hỏi về gì? Câu hai này. Câu này nhá, ghi vào cho cô. Câu này ý là phim có diễn viên nào? Được chưa? Nghĩa là phim có những diễn viên nào? Cái dạng mẫu câu hỏi này đã đảm bảo sẽ có trong đề thi đấy. Ô cô ơi, có người hack được đề thi của trường đấy cô ạ. Hack cái gì cơ? Không. Cô yeah. Có người hack được đề thi của trường thôi. Hack thì kệ người ta, việc của con là học ấy. Chỉ đừng có hack hack cái gì nhá. Cái này, what kind of film? What kind of film là hỏi về gì? Thể đi. Thể loại. Thể loại phim. Rồi, nghĩa là phim viễn hài hay là phim tình cảm hay là phim gì đấy? Tìm cái từ đấy. Tiếp, what is Titanic about? Nghĩa là hỏi về gì? About what? About gì nhỉ? What is Titanic about? Nghĩa là Titanic nói về cái gì? Nghĩa là hỏi về nội gì? Dung. Nội dung, đây là dạng hỏi về nội dung nhá. Đấy thì lúc đấy bạn phải viết hẳn cái nội dung của bộ phim ra. How is the ending? Ending là cái gì đấy? Kết thúc. Kết thúc của bộ phim như thế nào, được chưa? What do critics say about Titanic? Critics là những ai? Nhà gì? Critics là ai? Con không biết. Cái từ này học rồi nhá, xong rồi con bảo là vẫn còn nhớ mà con quên hết bài rồi. Ghi vào đi. Critics, nhà phê bình, ghi vào. Ghi vào nhá. Rồi ạ. Tất nhiên là critics ở đây là số nhiều, nhớ chưa? Còn số ít bỏ S đi, nhớ chưa? Vâng. Tiếp, character là cái gì? Suốt ngày xem phim mà không biết từ character này thì không còn gì để nói. Chưa. À đâu. Không chịu. Con chỉ nghĩ character là người tạo ra phim thôi. Character nghĩa là nhân vật, được chưa? Nghĩa là bạn biết gì về nhân vật. Thế thì bây giờ bạn sẽ tìm ví dụ những chỗ nào mà nó nói về nhân vật của cái phim đó thì bạn ghi vào, được chưa? Có cái từ engage ở đây thì có nghĩa là đính hôn. Nếu như cần thì ghi vào thêm. Thôi như mà đính hôn. Nghĩa là bộ phim này nói về cái cô này, cô ấy đã đính hôn rồi, nhưng mà cô này gặp cái anh này, được chưa? Thế là hai người đã yêu nhau, được chưa? Không xem nữa. Cái gì cơ? Không xem rồi nữa. Cô xem rồi, xem 10 lần rồi. Khi nào bạn tầm lớn thêm mấy tuổi nữa thì bạn xem cũng được. Đấy. Thế cả như cô nghĩ là con không thích xem về cái phim tình cảm lãng mạn này đâu. Ok, về nhà nhé, cô chỉ cho làm bài này thôi nên làm cho thật là cẩn thận vào giảng hết bài này rồi đấy nhá, dịch ra hết rồi. Về nhà viết các cái câu trả lời thật là cẩn thận vào, nhớ chưa? Vâng. Okay, thank you and bye bye. See you next time. Bye bye, bye bye, bye bye.